đòn đánh trúng tướng địch là mình được tăng tốc độ chạy. Phải không quay à? Không, mình lên một món sát lực thôi. Thôi mình đừng lên dây bam kêu nữa thi. Dây bam kêu chán là lên tốc đánh cho nó buồn. Ê, má gặp chó gì trong này rồi. Má xâm lăng rừng mình kìa thi. Mẹ xúc vật không. À lên đi phiêu ra thôi. Không chó đẻ trứng, phiêu ra tiếng nó bá lắm. Ừ, gặp phi ra ngu rồi. Liên tục rồi đấy. Giỡn mày. Gì? Biết anh là ai không? Mày biết anh là ai không? Dạ, ba thằng à. Đông dữ vậy cha.
chuyện thường ngày ấy mà. Who next? Đồ, nó nói who next luôn, rất là ngầu. Alright, who next? If Rakan were here, I'd make out with him until his ear was. Ủa, nó gần chết luôn rồi kìa. À, con gì xem chết luôn rồi kìa. Bá đạo trên từng hạt gạo. Đâu vậy? Có thằng Tây Lan sau bọc lốp kìa, bọc lốp kìa, ghê chưa. Âm mưu Tây Lan phía sau bọc lốp kìa. Quá rồi, chơi với ai bây giờ đi. We Vestaya are only half of our full glory. An enemy has been slain. Shut down. Con này nhồi đam ghê thiệt chứ. Xem nhồi đam sứ giả rồi. About anything is never on my list.
ty hơi sai. Tại của công ty hơi sai. Nhìn cái liền gì? Penta, phải kiếm Penta, Penta kill. Chơi là người ta phải Penta kill. Chơi nó phải như vậy thì à?